cái phất này nó bị sao? Tháo ra rồi. Máy ra có 12 lít. Thiếu mà đắp. Sáng bốc tấm lên mới nhấc ra. Ôi giời ơi. Thế nó được. Đi phải nhặt tay của em mua gạo gần 3 triệu, gạo bắt đầu loan mía hồng mì 18 triệu, thì lại ca mà em cái cửa hát sông riêng tháng này anh lấy tiền thì tôi về anh mua luôn 9 triệu à, 8 triệu anh ơi. Mà em mua mà anh mình chắc chắn là còn mua mãi cho đi khoảng sớ 7 triệu. 7 triệu. Mày đi mẹ ơi. Quan trọng là ba đi, ba lần nhất luôn mà do đang tan xong là làm chuyện gì rồi.
Mua bán không bán cả. Mỗi người ta đi chợ phải mua một thứ. Mua điều mai bán.